Vật lý 11. Pha của dao động. Xét một dao động 1, 2, 3, 4, 5 ở đồ thị biểu diễn sự liên hệ giữa ly độ và thời gian. Từ vị trí 1 với x bằng A đến vị trí 2, x bằng 0, vật đã thực hiện được 1 phần 4 dao động, tương ứng thời gian t trên 4. Từ vị trí 1 với x bằng A đến vị trí 3, x bằng âm A, vật đã thực hiện được 1 phần 2 dao động, tương ứng thời gian t trên 2. Từ vị trí 1 với x bằng A đến vị trí 4, x bằng 0, vật đã thực hiện được 3 phần 4 dao động, tương ứng thời gian 3t trên 4. Từ vị trí 1 với x bằng A đến vị trí 5, x bằng A, vật đã thực hiện được 1 dao động, tương ứng với thời gian 1 chu kỳ t. Vì vật thực hiện 1 dao động trong 1 chu kỳ, nên pha của dao động tại một thời điểm được tính bằng số phần đã thực hiện của 1 chu kỳ, kể từ khi bắt đầu chu kỳ đó. Vì một dao động tương ứng với góc 2pi radian, nên pha của dao động cũng được đo bằng đơn vị radian. Trong phương trình x bằng a cos omega t cộng phi, đại lượng omega t cộng phi chính là pha của dao động điều hòa tại thời điểm t. Với một biên độ đã cho, thì pha của dao động giúp xác định vị trí của vật tại thời điểm đang xét. Tại thời điểm t bằng 0, pha của dao động là phi. Do đó, phi được gọi là pha ban đầu của dao động.